Tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960 tháng 3 năm 2022 Nhâm Dần. Đừng coi thường con giáp này trong tháng 3 âm lịch bởi vì chắc chắn họ sẽ đổi đời giàu sang, mua nhà mua xe, tiền tiêu vô kể. Thưa quý vị, bất kể là những con giáp khác ra sao, nhưng với con giáp này thì chắc chắn sẽ giàu nứt tường đổ vách, sống trong giàu sang, phú quý. Mệnh chủ tuổi Canh Tý tháng 3 âm lịch càng bị người đời chà đạp, khinh miệt, coi thường thì lại càng có nhiều thành tựu lớn lao trong công việc. Hậu vận vô cùng giàu có kể từ sau rằm tháng 3 âm lịch khiến cho rất nhiều người phải ghen hờn đỏ mắt. Thưa quý vị, vốn dĩ đời người phải trải qua nhiều giai đoạn thì mới thật sự trưởng thành. Trời sinh mỗi người, mỗi số mệnh. Chính vì vậy không phải ai sinh ra cũng được sung sướng thì chắc chắn họ sẽ hưởng sung sướng cả đời. Và ngược lại, không phải ai sinh ra nghèo khổ thì phải chịu lầm than cả kiếp. Con giáp này là một trong bốn con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, phúc phận song toàn, có thể làm giàu chỉ sau một đêm. Thưa quý vị, có những người chỉ cần bước qua một giai đoạn khác thì vận mệnh sẽ thay đổi. Người xưa có nói, cuộc sống sung túc đủ đầy thường có 7 phần nỗ lực và 3 phần may mắn. Chính vì vậy mà trong 12 con giáp sẽ có được những con giáp trọn vẹn được điều đó, trọn vẹn được ước mơ của mình, bất kể cuộc sống của người khác ra sao. Nhưng mà với con giáp này thì chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì họ nếu như mà không giàu nứt tường đổ vách, cũng sống trong, giàu sang phú quý và không thiếu bất kỳ một điều gì, viên mãn đủ đầy trong năm 2022 Nhâm Dần. Và sau đây thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát theo dõi vận trình của những người tuổi Canh Tý trong tháng 3 âm lịch qua video ngay sau đây. Xin mời quý vị! Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ, đất trên vách. Thiên định, người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến và quý trọng. Tuổi Canh Tý thông minh, thành thạo nhiều thứ và trí thú, họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ cậy. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định, bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Người tuổi này ít biểu lộ tình cảm ra mặt, một khi đã thích ai thì người đó được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022, người tuổi Tý sinh năm 1960 có thể tìm kiếm được vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai bạn thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ nên chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, canh dương kim gặp giáp dương mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tý nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Nếu vẫn còn đang làm việc, công việc gặp nhiều trở ngại, khó đạt được thành quả như mong muốn. Khó khăn thường đến rất bất ngờ, khiến bạn loay hoay tìm cách xoay sở, tốn rất nhiều công sức và thời gian. Có điểm tiểu nhân quấy phá, cạnh tranh tăng lên, dẫn đến đấu đá hoặc loại trừ nội bộ. Mối quan hệ với đồng nghiệp gặp nhiều khúc mắc, dễ dàng phạm thị phi và tranh chấp. Vì thế làm gì cũng cần phải có phương án dự phòng, chú ý cách cư xử của mình để tránh bị phá hoại dẫn tới thất bại. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tý để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng này, hung thần mang điềm báo thất thoát tiền bạc, hao tài tốn của khá nhiều.
đa phần tuổi Canh Tý phải chi tiêu nhiều cho gia đình, anh em, họ hàng, bạn bè, chứ bản thân mình hầu như thì không có. Ngoài ra họa thị phi đeo bám cũng hao tốn của bạn một khoản không nhỏ. Tháng này cũng không thích hợp để gia chủ tham gia vào các dự án bất động sản, không nên mua nhà hoặc đầu tư vào thời điểm này, nguy cơ mất tiền là rất lớn. Cần chú ý sắp xếp thỏa đáng chuyện tiền bạc. Bởi kiếm tiền thì khó mà tiêu tiền thì rất dễ. Ở độ tuổi này không có nhiều sự lựa chọn nên lấy tích lũy làm trọng. Bạn cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền của bạn thì tốt nhất hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rước tai tiếng vào thân. Thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Canh Tý tháng này có điều cần phải lưu ý hết sức. Dễ thấy nhất là có nhiều thời điểm trong tháng gia chủ dễ đau yếu, lâm bệnh, cản trở sinh hoạt. Dễ gặp phải nhất là các vấn đề về đường tiêu hóa hay tổn thương mô cơ, bệnh về tim mạch và mạch máu não. Ngoài ra cũng nên đề phòng một số chấn thương, tai nạn do tác động từ bên ngoài. Tốt hơn nên đi đứng cẩn thận, tránh làm việc quá sức. Các quý gia chủ tuổi Canh Tý nên và luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Tý. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm tháng này của gia chủ gặp nhiều bấp bênh, sóng gió, gia đạo bất ổn, vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã vì những vấn đề lớn nhỏ, khiến không khí gia đình nặng nề, ảnh hưởng tâm lý con cháu. Nữ mệnh có phần cố chấp hơn, nhiều trường hợp còn gây hấn với nửa kia vì sự cực đoan và sự áp đặt của mình. Cần học cách mềm mỏng, bình tĩnh hơn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể sẽ rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Khi có bất kỳ mâu thuẫn nào dù lớn dù nhỏ xảy ra, điều đầu tiên là hãy bao dung nhiều hơn. Vợ chồng cần thường xuyên bình tĩnh ngồi lại trò chuyện, trao đổi, tâm sự cùng nhau để cùng tháo gỡ. Cũng có thể tổ chức những dịp kỷ niệm để hâm nóng tình cảm. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 3 năm 2022, tức ngày 11 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ, có nạp âm là Sa Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 3 năm 2022, tức ngày 23 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ, có nạp âm là Thiên Hà Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện trong những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 3 năm 2022, tức ngày 6 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 3 năm 2022, tức ngày 18 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Canh Tý trong tháng 3 âm lịch. Qua đó, quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.